Hôm nay là Father Day, mình dắt ông xã mình tới một tiệm họ mới mở không có lâu lắm ở thành phố Orlando, Florida, có tên là K-Pot Korean Barbecue and Hot Pot. Và khi mình bước vô trong cái tiệm của họ thì họ làm rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Đấy, và hôm nay là cái ngày Father Day thành ra rất là đông. Cho nên là hai vợ chồng mình phải ngồi chờ cả 35 phút mới có chỗ.
Khi mà ăn bánh trai rồi và ăn tới đồ nướng thì mình theo cái cảm nghĩ của mình và khẩu vị của mình thì mình thấy đồ nướng ở đây ăn khá là ngon, và những cái đồ nướng còn nước cũng rất là ngon, còn lẩu thì cũng ngon, cái nước ngon, nhưng mà những cái đồ để nướng lẩu thì nhà hàng này cũng không phong phú lắm, nhưng mà đồ nướng thì rất là ngon. Nói chung là đi ăn hai cái vào thì rất là ok.
Thank you.